Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện để điều tra nguyên nhân vụ xe khách giường nằm bất ngờ tông sập hàng loạt mái hiên, tường nhà của 9 hộ dân ven đường quốc lộ 1A. Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ cùng ngày trên quốc lộ 1A thuộc khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Lúc này, xe khách giường nằm mang biển số 72F00799 do Nguyễn Văn Tư, 56 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên xe chở 19 hành khách. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái, tông liên tiếp vào 9 nhà dân ven đường và một xe ô tô. Tại hiện trường, hàng loạt mái hiên và tường bê tông của 9 nhà dân ven đường bị sập. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, cú tông bất ngờ khiến nhiều người trên xe hoảng loạn.